Xin chào các bạn. Chào các bạn. Trong khi mà cái thời gian mà chờ mình ra cái version 2 thử thách của cái game chơi sinh tồn của các bạn, thì mình sẽ làm tạm cái clip mình sẽ chơi ăn bắp nha các bạn. Các bạn cùng xem làm cái gì nha. Let's go. Rồi bây giờ các bạn, mình sẽ cho các bạn cùng xem là trên tay của mình là những cái lá thăm nha các bạn. Cái này gọi là rút thăm may mắn nha các bạn. Thì mình sẽ sử dụng là bắp xào để chơi cái trò chơi này nha. Thì cái này là cái dĩa dùng để đựng bắp nha các bạn. Thì trong lá thăm thì mình sẽ quy bằng cái dĩa này đó. Và mình sẽ quy bằng nước nữa các bạn. Trong lá thăm sẽ có nước rồi có dĩa bắp xào nha. Thì đứa nào mà bóc lại xui thì 10 ly nước thì xem như khỏi ăn bắp luôn. Còn đứa nào mà bắp đứa nào mà cũng may mắn quá thì cũng 10 cái dĩa này đã cũng khô luôn các bạn. Thì trong này là sẽ nhờ vào sự may mắn của từng đứa nha các bạn. Giờ mời các bạn cùng xem ha. Giờ ai sẽ bốc trước đây mấy đứa? Tù xì đi. Tù xì ơi. Rồi, quẳng tù tì đứa nào may mắn bốc trước. Rồi, như lớp 7 nha. Lớp 7. Lớp 7. Ít ra nhiều vậy rồi. Rồi, tiếp tục. Tù xì đi. Còn 3 người được xì nha. Rồi, tiếp tục đi. Ít ra nhiều vậy luôn. Nhiều bị nữa nè. Rồi tiếp tục. Ít ra nhiều bị. Ít ra nhiều bị. Giờ sao anh Vy? Ba đứa đều tiếp luôn. Rồi tiếp luôn đi, cứ tiếp đi. Xài đi, xài đi. Xài đi, xài đi. Tù xì ba đứa sao tù xì? Xài luôn. Rồi ok. Tù xì. Rồi bo hả? Rồi mấy tao xì gì nữa? Gì? Bo thắng hả? Rồi ok, vậy thì bo sẽ đặt quyền bốc trước. Đây, đây là lá thăm may mắn nha các bạn, đây là hồi hộp lắm nha. Rồi lắc lên, trước khi bốc là lắc lên nha. Không được nhìn. Không được nhìn, nhắm mắt lại. Rồi. Mở ra đi. Cái gì đây? Quay cho mọi người coi coi. 2 ly nước 1 đĩa. 2 ly nước 1 dĩa bắp nha các bạn. Rồi tiếp tục, vô. Cái ly đóng tiêu rồi, cái ly là mình để mình lấy cái ly các bạn ơi. Rồi, cái ly cho dễ nha. Chén là chất. Hả? Chén hả? Chén là chất. Rồi ok, vậy thì á cái ly mình sẽ quy thành chén nha các bạn. Rồi, 2 ly 1 dĩa phải không? Ok, vô rồi. Góc ruột chưa đợi. Rồi, vô lên. Rồi. Rồi múc cái dĩa luôn đi. Cái đường đếm đi ơi. Em múc cho. Nè. múc một dĩa là một muỗng đó đó đúng rồi. À, vô cố lên. 2 ly nước chưa? Rồi ok đây. Bây giờ trong lúc là bò đang ăn các bạn, mình sẽ cho xe vòng nha các bạn. Rồi tới thằng cu đen. Rồi mỗi đứa bốc vé đi. Rồi từ từ mở nha, để chú quay nha. Rồi bốc đi Mọc. Bốc xe vòng hết luôn. Lắc lên. Vui lắm à. Chờ từ nha, để chú mở, từ mở nha, chưa nha. Rồi, có ăn cu. Chưa nha, rồi nè, chú mở cho thằng đen trước nè. Rồi giữ vé đi. Thằng đen là gì? Dạ. Từ 5 ly nước 3 dĩa. 5 ly nước. Đây từ. Rồi, 5 ly nước 3 dĩa lụm. Rồi, tới khu mập coi. 1 ly nước 1 dĩa. Đâu, coi cho mọi người coi. Rồi, 1 ly nước 1 dĩa. 5 ly lần. Rồi, trà. Rồi. Thêm lượt. Rồi bóc vô. Thêm lượt nữa. Trong lúc vừa bóc là thằng đen nó xử tướng luôn các bạn. Cái tiếp theo. Giữ vé nha, mỗi đứa giữ vé cho mình nha. 5 ly nước. Rồi xong luôn rồi. Tới. Dở cho mọi người coi nè. Dở lên. Ăn cuối còn rồi 5 ly nước xong luôn.
Rồi đâu? Thêm lượt nè, thêm lượt nè, chắc luôn nè, thêm lượt nè. Thủ mất lượt. Mất lượt, rồi mất một vòng. Rồi. À ơi, cuối cùng qua cái cuối. Thêm hai lượt. Trời ơi, hên dữ trời. Đây nè, mở 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 cho mọi người coi. Rồi bé kia. Đâu nè. À, bé bé lớn là hai lượt nha các bạn, thêm hai lượt còn à, bé nè, bé nhí là mất lượt nha. Rồi tới thằng cu. Nhiều. Mất ba lượt luôn. Mất ba lượt đây, đây. Đây mở 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 cho mọi người xem, mở 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 mọi người xem. Đây mở giùm chuột, mở giùm chuột luôn. Đây, mất ba lượt nè. Chưa chưa chưa, để em đi. Đây nha mọi người. Rồi mất ba lượt. Rồi thêm hai lượt đâu? Đây. Rồi, bốc hai vé luôn á, bốc lượt hai vé luôn. Mỗi đứa là bốc tới đâu là giữ vé cho mình nha. Đúng mấy ly rồi. Đủ chưa? Đủ chưa? Chưa, còn 2 ly, còn 3 ly nữa. Chị uống 3 ly nước. Đâu mở cái. Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Đâu, uống 3 ly nước. Rồi thêm lượt nữa, lượt nữa. Uống sao? Chắc được, chắc được. Ăn cái này sao bụng. Một vé. Ok. Vậy. Đâu cho mọi người coi rồi. Đây. Rồi một vé nha các bạn. Đây nha. Rồi ok, giữ vé nha. Rồi. Hồi nãy giờ nhiêu vậy? Trời ơi, vậy ăn này dĩ đầu tiên nè. Rồi dĩ đầu tiên không? Hồi nãy uống 5 ly nước chưa? Chưa, còn 3 ly cuối. Giật rồi. Còn đang uống 5 ly. Rồi bé trà là 5 ly nước nha các bạn. Còn gì? Còn Nhi là bao nhiêu? Mất lượt. Mất lượt. Còn Su. Su là ba ly nước với một dĩa phải không? Dạ. Ngon à, ngon à. Ba dĩa gì vậy? Chưa ăn. Được rồi. Ba dĩa. Rồi, mọi đứa xếp lại cho chú đi. Xếp lại hết đi. Rồi mình sẽ tận dụng lại cái mấy cái vé này. Ê, chưa chưa chưa, xếp lại đừng có bỏ vô, tại vì còn lượt nữa. Để riêng đi, xếp lại để riêng cho mình á. Để hỏi chú ơi, bỏ vô. Để riêng. Rồi, trà mấy ly rồi? Đang uống ly 2. Ly 2. Chưa, cho hết vòng cái đã. Mập là một vé hả? Mập dĩa một ly nước. Rồi uống chưa? Rồi. Xong hả? Trời ơi trời, nhanh dữ ta. Rồi đúng rồi, có miếng nước trên mồm sữa rồi. Đó. Còn còn thằng cu còn sao rồi, cu đen? Dạ uống lẹ chè. Chạy ba dĩa. Ba dĩa một ly nước. Đâu? Ba dĩa 5 ly nước. Ba dĩa 5 ly nước. Rồi uống ăn được ba dĩa chưa? Chưa. Mới có dĩa à. Rồi, mình sẽ cho cái vòng này xong hết rồi mình sẽ tái bóc lại nha các bạn. Gót đi, gót đi, gót đi. Hai ly phải không? Trà hai ly phải không? Rồi, ok. Rồi, xong luôn rồi. 5 ly nước rồi, hiểu rồi đó. Cô đang uống rồi, cô đang đuối rồi. Đuối chưa? Ủa, con là nhiêu? Con là ba ly nước một dĩa phải không? Một dĩa. Rồi bóc vô, lẫm dấu, lẫm dấu. Ừ. Trời ơi. Ok. Ok. Rồi. À, bé Su là ba ly nước với một dĩa nha các bạn. Còn thằng cu này là mất ba vòng luôn. Cu chuột. Cu chuột mất ba vòng. Rồi Nhi là mất một vòng nha các bạn. Vòng tiếp theo là Nhi được chơi tiếp. Thứ 4 của con nghe anh Bi. Rồi ok. Ai ly không? Ai ly bốn bao nhiêu nữa ạ? Sao bắp bắp xào ngon không? Đúng là ngon. Có điều hơi lẹ nhưng mà chưa ăn có gì đó. Bắp nghe mùi bắp. Ngon mùi bắp mà. Nước bắp nghe mùi bắp. Hè ghê vậy. Còn nước nghe mùi nước. Nước nghe mùi nước. Cái hai đúng không? Còn cái cuối đúng không? Từ từ từ. Hai cái cuối múc cho múc cho luôn. Một ly cuối cùng nữa. Múc cho cuối cái cuối luôn nè. Đúng rồi. Rồi, nước đủ chưa? Chưa. Nước đủ chưa? Đủ chưa đủ á. Rồi, chưa đủ nợ là uống luôn cho hết nha. Chỉ là nợ ơi, nợ. Không có nợ. Giữ nha, vé của mình giữ nha. Đúng rồi. Sao mày cân bằng. Rồi, đủ 5 ly. 5 ly rồi trả qua bên cu đen. Chưa được ăn gì hết. 3 ly nữa. Rồi quên còn 3 ly nữa. Vậy em biết hả? Hơn nữa, hơn nữa cái chén đó đó. Coi chừng đổ nắp, đổ nắp, đổ. Rồi hết dĩa ba, còn hai ba ly nước phải không? Còn. Rồi. À, xu trước đi, xu trước đi. Xu trước đi. Lady first đi. Trời ơi. Nhiều quá à. Đúng rồi. Nước nhiều quá. Rồi. Nhiều lắm.
nửa chén thôi. Đổi cho tôi đầy hết vậy. Đổi vậy hả? Đổi luôn à. Rồi, ok. Một ly nữa. Một ly nữa. Cái đó ít đó. Rồi, rồi. Rồi, ok, được rồi. Thầy chuốn 5 ly quá à. Còn ly này ly cuối cùng là cố gắng lên. Cố lên. Cố lên. Còn 3 ly hay 2 ly? 3 ly. Rồi. Sao tới con? Rồi tới tới cu đen là Đức dùng này nha các bạn. Nò rồi đó. Đây. Nò hả? Ông bà đi đưa lấy nò rồi đó. Đâu rồi? Bo xích ra cho thấy mặt cu đen cái. Đó, xích ra đúng rồi. Còn hai ly cuối, cố lắm thôi ơi. Cố lên, đen ơi. Còn 2 ly. Chưa hết. Trời ơi, chết nhỏ chứ kia. Mày chế vậy là chết nhỏ chứ kia. Trời ơi, nói hành rồi chế cho con này luôn thầy ơi. Rồi, xong. Xong luôn rồi. Đứng hình luôn rồi. Đó, hiểu cảm giác chưa? Hiểu cảm giác uống đầy chưa? Hiểu cảm giác uống đầy uống con. Đâu, né ra bò. Đó, đúng rồi, ngồi xuống cho cô đen nó thể hiện nè. Ly cuối cùng á. Đây sắp là ly cuối cùng. Ly này chưa, còn ly nữa mà. Ờ, thì sắp ly cuối cùng rồi. Rồi má nhà nó ra luôn rồi. Càng bớt thôi. Ở trong này à, cho các bạn biết là ở trong này là còn một cái vé là 10 ly nước nha các bạn. Ôi. Mình hên là một người. Bốc 3 vé nè. Bốc 3 vé đó. Rồi thua. Sao? Chịu thua không? Rồi một em bức xô nha các bạn. À, túi đầu hàng giơ tay lên đi. Chưa hả? Chưa kìa. Rồi trời không biết. Đâu ha? Rồi một em đã ra đi. Rồi ra ngoài ngồi đi em Miu. Ok. Rồi đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục vòng 2 nha các bạn. Ok, con bóc. À, bây giờ mỗi đứa giữ vé sát vô đi. Hồi để chú tận dụng lại. Đó. Ok. Rồi bây giờ hồi nãy là cu bom móc phải không? Rồi bây giờ tới cánh vòng bên đây đi, Lady First đi, rồi xu móc trước. Lắc lên 10 ly nước về ai? 10 ly nước. Đặt đây. 10 ly nước về ai đây? Đứa nào móc 10 ly nước là đầu hàng liền luôn à. Thấy 10 ly rồi đó. Không sao vậy mọi người? Không sao. Trời ơi. Qua 2 lượt. Không có sao vậy? Qua 2 lượt. Ngon. Không, mở qua 2 lượt cho chú ơi. Nè, mở qua 2 lượt đi. Mở qua cho mọi người xem nè. Đây nè các bạn. Qua 2 lượt. Một ly nước 10 dĩa. Rồi vô. Đâu, mở lên cho mọi người xem nè. Ok, một ly nước 10 dĩa. Bé Nhi, một ly nước 10 dĩa. Đâu, con kia đây. Trà, 5 ly nước, 5 dĩa. Rồi, thôi, thúi luôn rồi. Cú tôi cơ. Một ly nước phải không? Rồi, 10 dĩa. Đâu? Cu đen làm trọng tài múc 10 dĩa cho mén. Không cơ. 10 dĩa. Rồi, tới. Tới cu. Đâu rồi, lấy bóc đi. Ủa, ở mất vòng, mất 3 vòng lận, quên. À, mất 3 vòng, nhầm. Đây, 5 dĩa đâu. Đâu, 5 dĩa nhà bên này, 5 ly nước, 5 dĩa. Thằng cu 5 dĩa luôn hả? Rồi, má ơi, hay vậy. À, mập 5 dĩa nha các bạn. Con 10 dĩa nha. Mình giờ miệng người ta ăn nha mọi người. 10 dĩa, nè, cu này 10 dĩa, 10 dĩa không ha. Rồi này là 5 ly nước, 5 dĩa. Rồi cu mập là 5 dĩa. Đâu, còn ai uống gì? Có ở không? Con thịt miệng người ta ăn. Qua 2 lượt. Qua 2 lượt. Rồi mén là nhiêu? 10 dĩa 1 ly hả? 1 ly đúng rồi. Rồi. Mọi con uống nước đúng không? Rồi, vô mọi người đi. Rồi. Sao chén ta? Để nó hành đi kia. Coi dừng đổ nha, coi dừng đổ ở ngoài nha mấy đứa. 10 dĩa. Nhiều ngoài điểm nha. Thôi rửa rồi. Ừ, mọi đứa tự đếm nha. Đây nè, một dĩa thôi đây nè. Anh mua 10 dĩa là anh mua đuối rồi. Em yêu ơi. Rồi, chưa ăn. Rồi, Nhi xong một dĩa ơi. Rồi, một dĩa. Nhi nha. Hành tím.
Trời, thành niên tâm dữ. Xỉu luôn rồi. Quán nào thêm tương ớt đây. Đi hồi nãy không ăn rồi. Đi chén chút là muốn ớt. Bao nhiêu rồi? Hai dĩa rồi. Hai dĩa, dĩa ba. Hết bắp rồi. Trời, ghé thôi vậy ơi. Đậu đậu mày nó chơi. mình đẩy cái do thời lượng có hạn các bạn. Đổ thằng cu. Đổ, đổ. Do thời lượng có hạn cho nên mình sẽ làm cái lá thăm có cái mức cược lớn nha các bạn để mình nhanh chóng cho xong cái clip nha các bạn. Xong. Ê mày ăn còn nè. Bé đây. Sủa vô rồi, sủa vô rồi. Dễ ba, dễ ba rồi. Dễ ba. Trà như rồi. Trà như. Nó to à. Vậy 4. Coi hết bắp rồi, chủ quán ơi, ra bắp đi. Đâu hết được, thấy vậy chứ nhiều lắm á. Một dĩa, à, một muỗng à, một lần một muỗng à. Mày muốn hai muỗng. Một dĩa là một muỗng. À, vậy là hồi nãy giờ mô ăn hai dĩa này hả? Hai dĩa con khỉ. Hai giá con khỉ bỏ thêm có hộp hai hộp à. Ê, mấy khi con khỉ ra ngoài vườn. Rồi, tiếp tục. Mé nhiều. Rồi đó, dĩa thứ 4 rồi. Mình thấy 1 cốt hồi về quá. Dĩa thứ 4 cốt hồi về quá. Hả tương ớt rồi. Hả tương ớt hả? Hả tương ớt thôi chịu luôn, mình ăn không cũng được mà. Ăn không á, cái bộ là tưởng của mình nha. Của mình nha. Gian chợ. Bước gì ra mình 10 chị bắt nhiều bộ hả? Ta đưa mình dĩa. Su bốc ít ăn đi. Mấy đứa nào á. Ừ. Thằng cu nè. Dĩa năm nè, dĩa năm nè. Dĩa đi ơi. Bồi dĩa là mới chơi. Một miếng hả? Ừ, mỗi cái lần giá thôi, một muỗng thôi. Dĩa thứ 5. Dĩa thứ 5 của tôi nè. Ê, con nghĩ là hiếu á, bắp á. Hiểu không? 10. Nó đổng 5 dĩa mà nãy giờ ăn chưa xong nữa. Đổ xuống, đổ xuống, đổ xuống. Cái gì thứ 5, mới qua thứ 5 á. 6. Dĩa 6. À, cu mập xong các bạn. Cu bỏ một dĩa hả? Gì, 5 dĩa hả? Nó ăn xong 5 dĩa rồi, con đợi đếm cho nó rồi. Rồi, 5 dĩa, xong. Vậy, dĩa sao? Ủa, hằng này hết dĩa chưa? Được. Còn dĩa nữa. Dĩa nữa. Ừ. Nào đẩy dĩa tương ớt qua đây quầy. Coi bộ cái này hơi mạnh nè các bạn. Không, rồi. Dĩa chính rồi. Vậy thì. Sao? Anh em tốt. Ai nhường bò, gót đầy cho tao nhóc luôn. Dĩa chính nè. Dĩa ơi, cố lên. Ăn xui rồi. Quá dữ. Mình phải làm gì xui. Đi đập chén luôn hả? Quá ghê luôn. Đâu vậy? Đi ăn đi. Ok. Cố lên, dưới 7, dưới 7, dưới 7. Dưới 7. Dưới 7. Ăn đi xô, 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 xô. Mình không được ăn thì mình dòm nó ăn rồi. Dĩa tắt, dĩa tắt. Dĩa tắt. Dĩa tắt. Một cơm dĩa ba. Dĩa tắt nè, dĩa tắt nè. Không. Nào lấy dĩa tương ớt cho hộ. Rồi xong, cu bo 10 dĩa nha các bạn. Cơm dĩa ba. Biến hình chưa? À, ghê vậy thôi trên. Ờ đừng ăn gì bệnh quá. Ơ vậy được rồi. Dĩa 4. Dĩa có gồm. Ê dây cái này hết. Dĩa tử thụng nha, dĩa thụng nha. Mày thành đi nha. Ê cô đang, cô hả kiểu. Bây giờ dĩa nó ăn thấy tội nữa. Không được. Vậy là sao em? Sao hai lượt các bạn? Hai lượt thì mình cũng đã cược xong cái chảo bắp rồi các bạn. Vậy thì mình cũng xin tạm dừng clip nha các bạn. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Mình xin tạm biệt và hẹn gặp lại.